và nếu như các bạn nhìn vào những tài liệu on chain thì những tài liệu on chain đều cho các bạn thấy được là chúng ta đã rời khỏi dùng tích lũy rồi cũng tương tự như là những cái chu kỳ trước đó các bạn thấy được là ở trên classno đó chúng ta nhìn vào những tài liệu như là cái phần trăm bịch khôi năng có lời thì các bạn thấy được là hiện bây giờ đó phần trăm đó là 74 phần trăm coi như là cũng trung bình các bạn không nhiều nhưng mà cũng không ít nhưng mà cái thời điểm mà cái phần trăm này dưới 50 đó có nghĩa là cái dùng màu xanh lá cây này thời điểm đã, đã qua rồi các bạn chúng ta được đó là thời điểm mà dự lịch sử là thời điểm tốt để mà tích lũy à, chúng ta nhìn vào những cái tài liệu như là chúng ta nói tới uh, pure or all chúng ta đều thấy được tình hình tương tự hay là market cap cho tomo cap cái gì các bạn thì chúng ta đã rời khỏi cái dùng màu xanh lá cây rồi đó là cái dùng tích lũy dựa theo lịch sử trước đây khi mà chúng ta nằm trong dù mà xanh lá cây đó thì thường cũng thường hay chia sẻ với các bạn nhưng mà lúc đó đó thì tâm lý rất là khác các bạn thị trường này tâm lý thay đổi liên tục luôn lúc mà mọi người đang chán nản các bạn chia sẻ bất cứ một thông tin gì tích cực đó thì các bạn sẽ bị rất là nhiều những cái phản bác lại khi mà tình hình tốt đó thì bất cứ một thông tin xấu gì các bạn chia sẻ cũng sẽ gọi là vớt và các bạn sẽ bị phản bác lại các bạn cho nên tâm lý thị trường này nó là như vậy nhưng mà đó cũng là lý do tại sao mà khi mà các bạn có bộ lập luận đầu tư các bạn có một cái chiến lược rõ ràng các bạn có lòng tin vào chu kỳ các bạn có lòng tin vào tương lai của BTC tương lai của những crypto các bạn lưu trữ thì các bạn mới có thể có cái động lực để tích lũy dài hạn được nhất là những lúc mà mọi người hoảng loạn mọi người không muốn nói về BTC đó thực sự là những lúc mà Chúng ta cần phải nên tích lũy và chúng ta cũng thường hay nhìn vào cái biểu đồ tâm lý thị trường các bạn thì nếu các bạn muốn biết chúng ta đang nằm trong cái phần nào thì các bạn cần phải xem coi là cái tâm lý chung thị trường là như thế nào các bạn. Nếu như mà các bạn nói là chúng ta vẫn chưa thấy đấy đó nghĩa là chúng ta phải nằm trong cái vùng gọi là hoảng loạn đầu hàng có nghĩa là các bạn phải thấy là tâm lý chung của thị trường nó phải là ai cũng bán tôi cần phải thoát ra hay là đầu hàng là tôi đã bán hết không để để lỗ thêm và phẫn nộ thường đó đây là cái phần mà chúng ta đã đến cái đấy một chu kỳ đó chính là lúc chúng ta có những cảm giác như là tại sao vẫn có người bán ai đang sốt tại sao nhiều tin tốt nhưng mà thị trường vẫn tiếp tục xuống à, bây giờ ngược lại các bạn bây giờ thì chúng ta thấy được là tin xấu thị trường cũng chẳng quan tâm đối với thuận thì tôi không nghĩ chúng ta nằm trong cái vùng này mỗi người đều có một cái nhận định đối với thuận đó, thì thuận nghe nhiều hoài nghi hơn nhiều người nói là đây là lần tăng giá sẽ không thành công đây là một cái lần tăng giá giả vân vân chúng ta cũng đã nghe nói tới bo trap từ lúc thì năm ngàn đô thẳng tới ba 000 đô chúng ta cũng nghe bo trap bo trap liên tục các bạn nghĩ chúng ta đang nằm ở vùng nào của chu kỳ tâm lý thị trường các bạn hãy comment ở bên dưới và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thùy Hi vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này. Nếu mà nào mà sử dụng sàn thì chỉ nên dùng để mà dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.